Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777. TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177. Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng Lê Lô Sài Gòn TV. Tiếp theo là phần tin Hoa Kỳ. Cảm ơn quý vị cùng theo dõi. Tiền gây quỹ dành cho cô giáo bị bắn ở Texas vượt mục tiêu đòi hội súng NRA cam kết bảo đảm an toàn cho các trường học Người viết cuốn sách làm cách nào để giết chồng đã bị kết tội giết người. Mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết sau đây. Tiền cây quỹ dành cho cô giáo bị giết ở Thác Sách vượt mục tiêu. Giáo viên lớp 4 bà Emma Garcia đã bị giết trong khi bảo vệ học sinh của mình trong một vụ thảm sát ở trường học Thác Sách. Là trọng tâm của chiến dịch gây quỹ GoFundMe, được chú ý bởi ông Bill Pote, người đã kêu gọi 3,2 triệu người theo dõi Twitter khuyên góp tiền vào thứ Tư để bù đắp chi phí tang lễ và giúp đỡ nạn nhân gia đình. Bà Garcia cùng với cô Eva Marels là một trong số 21 người thiệt mạng trong một vụ xả súng tại trường tiểu học ở Texas, theo trang mạng của trường. Chỉ vậy, học sinh từ lớp 2 đến lớp 4 vẫn có biểu ngữ trên trang chủ với nội dung tuần lễ tri ân giáo viên. Ông Putin nói với giới truyền thông hôm thứ Tư rằng, ông nhận thấy khoảng 12.000 đô la đã được gây quỹ trên trang mạng trong vòng 10 giờ đầu tiên, hy vọng đạt được mục tiêu chiến dịch 30.000 Mỹ Kim. Sau lời nhắn trên Twitter của ông, số tiền quyên góp đã vượt qua 50.000 đô la từ gần 2.000 nhà tài trợ. Các nhà tài trợ từ khắp Hoa Kỳ đã gửi lời cầu nguyện và hy vọng hàng gắn trên trang đóng góp. Garcia được nhớ đến vì lòng tốt và sự hào phóng của cô. Trang cá nhân của cô giáo Garcia trên trang web của trường cho biết bà rất háo hức với năm học này là năm thứ 23 ở trường tiểu học Rock và buổi dạy thứ 5 bên cạnh Marels và thưa quý vị, đại hội súng NRA cam kết bảo đảm an toàn cho các trường học. Chỉ vài ngày sau vụ thảm sát ở Texas, đại hội súng của NRA vẫn diễn ra tại thành phố Houston và đang gây nên sự phẫn nộ mạnh mẽ. Các cuộc biểu tình dự trù sẽ hiện diện tại trung tâm thành phố Houston, nơi sẽ có khoảng 55.000 thành viên NRA tham dự và bao gồm cựu tổng thống Donald Trump, thượng nghị sĩ Ted Cruz và thống đốc Texas Greg Abbott. Ông um, một nhà hoạt động và là người sáng lập Black Lives Matter Houston tuyên bố, chúng ta phải cứng rắn đối với những điều này và thành phố Houston cần phải loại bỏ chúng. Ông um, Wood đang giúp tổ chức một trong số các cuộc biểu tình được lên kế hoạch ngay bên ngoài trung tâm hội nghị George R. Brown, nơi các thành viên NRA sẽ tham dự vào các cuộc triển lãm súng và đồ dùng cho súng và nghe các bài phát biểu từ các nhà lãnh đạo chủ chốt của đảng Cộng Hòa. Woods cho biết, vấn đề súng ống đặc biệt quan trọng đối với nhóm dân quyền chủ yếu giải quyết các vấn đề về sự tàn bạo của cảnh sát ở Mỹ. NRA là một tổ chức vận động hành lang mạnh mẽ trong chính trường. đã chỉ uh, đã chi gần 5 triệu đô la vào năm 2021 để gây áp lực lên các nhà lập pháp phản đối các biện pháp như là kiểm tra lý lịch toàn quốc đối với việc bắn súng và cấm các loại vũ khí tấn công. Bên ngoài trung tâm hội nghị, nhiều cuộc biểu tình phản đối dự kiến sẽ diễn ra và cảnh sát đã lên kế hoạch an ninh chặt chẽ. Nhóm vận động quyền sử dụng súng, hiệp hội súng trường quốc gia đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ tư cho biết, họ cam kết bảo đảm an toàn cho trường học sau vụ nổ xả súng hàng loạt ở Ovade của Texas đã khiến cho 19 trẻ em và hai người lớn thiệt mạng. Hôm nay NRA gọi kẻ xả súng 18 tuổi là tội phạm đơn độc loạn trí. Tuyên bố trên dòng Twitter, không đề cập đến hung thủ đã mua khẩu RA 15 được sử dụng trong vụ bắn súng một cách bất hợp pháp. Ở Texas thanh niên 18 tuổi có thể mua súng trường hoặc là súng dài nhưng không được mua súng ngắn. Người viết cuốn sách làm cách nào để giết chồng đã bị kết tội giết người. Một bộ thẩm đoàn ở Portland tiểu bang Oregon đã kết tội một nhà văn viết tiểu thuyết lãng mạn tự xuất bản. Người đã từng viết một cuốn sách có tựa đề Làm thế nào để giết chồng của bạn? cũng là người đã bắn chết chồng mình 4 năm trước. Bộ thẩm đoàn gồm 7 phụ nữ và 5 đàn ông đã kết luận bà Nancy Crampton Brophy, 71 tuổi, phạm tội giết người cấp độ 2 sau khi cân nhắc 2 ngày về cái chết của chồng bà là đầu bếp Daniel Brophy, bà 63 tuổi, đã bị giết vào ngày 2 tháng 6 năm 2018. Khi ông chuẩn bị nấu ăn tại Viện Ẩm thực Oregon ở Tây Nam Portland, bà Crampton Brophy không có phản ứng khi nghe bộ thẩm đoàn ra kết luận trong phòng xử án quận Monoma, rất nhiều người tham gia. Lisa Maxfield, một trong những luật sư của Crampton Profi, cho biết nhóm bào chữa có kế hoạch kháng cáo. Các công tố viên nói với bộ thẩm rằng Crampton Profi bị thúc đẩy bởi các vấn đề tiền bạc và chính sách bảo hiểm nhân thọ. Tuy nhiên, Crampton Profi nói trong phiên tòa rằng bà không có lý do gì để giết chồng và các vấn đề tài chính của họ phần lớn đã được giải quyết bằng cách rút tiền mặt và một phần nhỏ trong kế hoạch tiết kiệm hưu trí của người chồng Profi phiên tòa đã công bố đoạn video cho thấy bà đi đến và rời khỏi nơi người chồng làm việc bà có cây súng cùng một kiểu được dùng để giết chồng cảnh sát không bao giờ tìm thấy khẩu súng bà sử dụng để giết chồng các công tố viên cáo buộc crampton profi đã tráo nòng súng được sử dụng trong vụ ám sát và sau đó vứt bỏ nòng súng bà crampton đã làm chứng trong phiên tòa rằng sự hiện diện của bà gần trường dạy nấu ăn vào ngày chồng qua đời chỉ là ngẫu nhiên và bà đã đậu xe trong khu vực để viết bài và thưa quý vị thống đốc oklahoma ký luật cấm phá thai nghiêm ngặt nhất của hoa kỳ thống tác của bang oklahoma của đảng cộng hòa kevin Stitt đã vào tối ngày thứ tư đã ký ban hành luật cấm phá thai nghiêm ngặt nhất của nước mỹ biến tử bàn trở thành nơi đầu tiên có hiệu lực chấm dứt mọi quyền phá thai luật mới cấm phá thai ngoại trừ trường hợp để cứu tính mạng của người mẹ hoặc nếu là việc mang thai là kết quả của hành vi hiếp dâm hoặc loạn luân được báo cáo cho cảnh sát luật cũng cho phép các bác sĩ loại bỏ thai nhi chết do sảy thai tự nhiên. Luật không áp dụng cho việc sử dụng thuốc uống sau buổi sáng như là Plan B hoặc bất kỳ hình thức tránh thai nào. Luật được đưa ra sau khi dự thảo lật ngược, lật ngược phán quyết của Tòa Tối cao Roe v. Wade vào năm 1973. Tương tự như là luật của Texas được thông qua vào năm ngoái và được tòa án tối cao chấp thuận, luật của tiểu bang Oklahoma sẽ được thực thi bằng các vụ kiện dân sự thay vì truy tố hình sự, cho phép các công dân kiện những người cung cấp dịch vụ phá thai hoặc bất kỳ ai giúp một phụ nữ phá thai. Các nhà cung cấp cho biết họ sẽ ngừng hoạt động ngay sau khi các dự luật được ký kết các dự luật là một phần của sự thúc đẩy tích cực của tiểu bang do Đảng Cộng hòa lãnh đạo. Oklahoma và Texas là phần nổi của tảng băng chìm và hiện ước tính có đến 26 tiểu bang chắc chắn hoặc có khả năng cấm phá thai nếu quyền phá thai bị đảo lộn và tòa án tối cao đã sẵn sàng để lật lại Roe v. Wade trong vài tuần tới. Pennsylvania tuyên bố kiểm phiếu lại trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Thượng viện của đảng Cộng Hòa. Cuộc bầu cử sơ bộ tại Thượng viện của đảng Cộng Hòa ở Pennsylvania sẽ tiến hành kiểm phiếu lại khi vị trí dẫn đầu của bác sĩ Mehmet Oz giảm xuống còn dưới 1.000 phiếu bầu vào thứ Tư. Quyền Bộ trưởng Nội vụ Lê Chapman đã thông báo về việc kiểm phiếu lại vào hôm thứ Tư và quá trình này sẽ mất vài ngày trước khi người chiến thắng được chính thức tuyên bố. Luật Pennsylvania yêu cầu một cuộc bầu cử phải đi kiểm phiếu lại khi các ứng cử viên hơn nhau nửa điểm phần trăm. Ứng viên Dave McCormick, người bị bác sĩ Oz đang dẫn trước với 902 phiếu bầu, tuyên bố ông tự hào rằng chiến dịch của mình đã nhận được gần 418.000 phiếu bầu, giành được 37 trong số 67 quận và góp phần tạo nên một cuộc bầu cử lịch sử với sự chênh lệch giữa ông và bác sĩ Oz sát nút. Ứng viên mặt commit trước đó đã cố gắng khởi kiện để bảo đảm những lá phiếu bầu cử qua thư thiếu ngày viết tay sẽ được tính. Tuy nhiên, lực của Đảng Cộng hòa và GOP Pennsylvania đã can thiệp trong nỗ lực ngăn chặn vụ kiện. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin Hoa Kỳ. Sau đây là bản tường trình đặc biệt buổi chiều của đài Little Saigon TV. Ngoài tiểu bang Oklahoma ra luật cấm phá thai, thì tiểu bang Louisiana cũng đang rơi vào tình huống tương tự khi tòa tối cao uh, trù ra là phán quyết vào tháng 6. Hoàng Trọng Thụy gửi đến quý khán thính giả bản tường trình đặc biệt sau đây. Hope Medical Group for Women là một trong ba phòng khám phá thai ở tiểu bang Louisiana, Nằm trên một khu vực nhiều cây xanh mát tại thành phố Silverport, cách biên giới Texas 20 phút. Phòng khám nằm trên một tòa nhà gạch một tầng, có một tấm biển gần lối ra vào ghi: "Tôi đứng về phía bạn". Những người làm việc tình nguyện của bệnh viện mặc áo vest sáng màu đứng ở bãi đậu xe, sẵn sàng chào đón du khách từ Texas. Người quản lý phòng khám, bà Kathleen Pittman đã làm việc gần 30 năm qua, cho biết Chúng tôi vẫn đang cung cấp dịch vụ chăm sóc phá thai cho đến giờ phút này. Phá thai vẫn còn hợp pháp ở Louisiana khi thai nhi đến 20 tuần tuổi, nhưng điều này sắp thay đổi. Louisiana là một trong 13 tiểu bang có luật chống phá thai sẽ có hiệu lực nếu tòa án tối cao Hoa Kỳ lật ngược vụ Roe kiện Wade theo đạo luật mà cựu thống đốc Kathleen Blanco đã ký, việc phá thai ở Louisiana sẽ trở thành bất hợp pháp gần như ngay lập tức khi tòa ra phán quyết. Bà Pittman cho biết bà rất giận và rất buồn. Viện nghiên cứu Goodmacher ước tính 26 trong số 50 tiểu bang của Mỹ chắc chắn hoặc có khả năng cấm phá thai nếu tòa tối cao lật ngược vụ Roe v. Wade khiến phụ nữ ở những vùng đất rộng lớn từ vùng Tây Nam đến Trung Tây Hoa Kỳ không còn nhận được các thủ tục y tế liên quan đến phá thai. Hiện nay, nhóm y tế ở Louisiana vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho một số lượng lớn bệnh nhân từ Texas lân cận. Dịch vụ này bùng phát bắt đầu vào tháng 9 năm 2021 khi Texas ra quyết định phá thai bất hợp pháp sau khi thai được 6 tuần. Vì quá bận rộn, hiện nay các phòng khám phục vụ phụ nữ từ khắp tiểu bang louisiana có danh sách chờ đợi từ một đến hai tuần chỉ để lấy hạn sau quyết định của tòa án tối cao bị dò dỉ các nhà lập pháp louisiana và các tiểu bang khác đã tiến hành lập pháp hạn chế quyền nhận dịch vụ phá thai dự luật của tiểu bang louisiana dự trù bãi bỏ việc phá thai và phân loại phá thai là tội giết người Tuy nhiên, luật tại đây sau đó không hình thành vì sự phản đối mạnh mẽ. Riêng biệt, Ủy ban Y tế và Phúc lợi của Hạ viện Louisiana đã thông qua luật liên quan đến phá thai trong các cuộc bỏ phiếu của lưỡng đảng vào ngày thứ Ba 17 tháng 5. Dự luật 342 của Thượng viện sẽ tăng tiền phạt và hình phạt hình sự đối với những người cung cấp dịch vụ phá thai nếu Roe kiện Wade bị lật đổ những người cung cấp dịch vụ có thể phải đối mặt với từ 1 đến 10 năm tù, tiền phạt từ 10.000 đến 100.000 Mỹ Kim nếu thực hiện phá thai đối với một người mang thai dưới 15 tuần. Hình phạt có thể tăng lên đến 15 năm tù với số tiền phạt từ 20.000 đến 200.000 Mỹ Kim nếu phá thai đối với người mang thai từ 15 tuần trở lên. Một phán quyết của Tòa Tối cao Pháp Việt về việc phá thai có thể được đưa ra vào đầu tháng tới cho Louisiana. Hoàng Trọng Thụy tường trình cho đài Lô Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, phần tường trình đặc biệt của Hoàng Trọng Thụy đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp của đài Lô Sài Gòn TV. Cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị. Vi Anh và Thảo Tiên xin kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, một buổi tối bình an và nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tin tức ngày mai.